during Christmas time. Cecilia mến chúc cả nhà một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình và người thân. Merry Christmas! Đây là downtown của thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Cecilia đang đi đến một cái nhà hàng có tên là Roosevelt's. Nhà hàng này nó có cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là cứ mỗi năm họ lại trang trí rất là nhiều đèn Giáng sinh ở đây. Và khi khách hàng vào đây thì chúng ta có thể được nhìn thấy đèn từ bất kỳ đâu trong nhà hàng, giống như là chúng ta đang ngồi dưới một cây thông khổng lồ vậy. Và đèn trang trí này nó có tổng trị giá lên tới 150.000 đô la. Bây giờ cùng với Cecilia chúng ta cùng đi đến nhà hàng này nha. Đèn Giáng sinh có giá trị 150.000 đô la được trang trí tại nhà hàng Roosevelt's này. Và bất cứ ai khi chúng ta có ý định đi đến nhà hàng này để ngắm đèn Giáng sinh hoặc là thưởng thức những món ăn tại đây thì chúng ta sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để chờ đợi, bởi vì cái thời gian này trong năm có thể nó rất là đông. Và như Cecilia được biết thì họ bắt đầu trang trí đèn Giáng sinh vào cuối tháng 9 và hoàn thành vào đầu tháng 11. Khi đến ngày lễ tạ ơn thì cứ 45 phút sẽ có một màn trình diễn ánh sáng rất là đẹp. Đèn trang trí Giáng sinh ở đây sẽ kéo dài cho đến hết tháng 12. Và có rất nhiều người vào đây để ngắm đèn Giáng sinh và cũng để thưởng thức những món ăn tại nhà hàng này.
Wow, nhà hàng này cũng có sưu tầm các loại bia trên toàn thế giới nữa này. Bánh mì nó ngon.
với cái bánh mì này nó rất là béo mà ngon. Bánh mì của Ấn Độ nha, béo cũng ngon. Artichoke là rau spinach. Muốn thì mình xoay nó lại. Đó. Menu của Roosevelt rất là đơn giản, có ít món thôi nhưng mà món nào cũng ngon. Fish taco, người ta cũng chuộng cái món này. Fish taco là cá tilapia chiên nướng xong rồi họ bỏ vô cái taco ăn như đồ mễ vậy đó. Món gì đây? Fish hả? Fish taco. Ok, xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà.